Phương Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả của kênh tin tức. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi qua mỗi bản tin. Và ngay sau đây sẽ là những bản tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành trương đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng bí thư Ban chấp hành trương đảng khóa 13 với số phiếu đạt được tuyệt đối Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vị trí tân Tổng Bí thư Tô Lâm xứng đáng được nhận sau hành trình nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự nghiệp xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Vâng, có thể nói trong cuộc chiến đốt lò, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là Tổng Tư lệnh cuộc chiến, còn Đại tướng Tô Lâm là tư lệnh trực tiếp tiêu diệt lũ quan tham, sâu mọt, lũng đoạn, hại nước, hại dân. Tân Tổng Bí Thư Tô Lâm, người được biết đến là nhà lãnh đạo đảng, nhà nước, tướng lĩnh công an nhân dân Việt Nam và chính trị gia lấy lừng của Việt Nam. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều mà chưa được tiết lộ liên quan đến sự nghiệp, xuất thân và gia đình ít biết của Tổng Bí Thư Tô Lâm. Như chúng ta đã biết, Tổng Bí Thư Tô Lâm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư Ông là Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân Việt Nam với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng. Được biết đến là người bắt được nhiều quan to nhất trong lịch sử. Chính vì vậy, Đại tướng Tô Lâm đã khẳng định được vị thế của mình như một nhà lãnh đạo kiên quyết không khoan nhượng với mọi hành vi sai trái. Trong nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã thi hành pháp luật một cách nghiêm túc và triệt đề, mang lại nhiều kết quả đáng khen ngợi ông đã cho thấy sự quyết tâm và năng lực vượt trội khi đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc bắt giữ các quan chức cấp cao thậm chí là các ủy viên trung ương đây là những việc làm mà không phải ai cũng có thể làm được một trong những vụ án nổi bật trong nhiệm kỳ của đại tướng tô lâm đó chính là vụ vạn kinh phát đó là vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử việt nam hàng tấn hồ sơ được thu thập và xử lý một cách triệt đề bên cạnh đó còn có các vụ án như tân hoàng minh và flc v v cũng đã được đưa ra ánh sáng nhờ vào sự quyết tâm và chỉ đạo sắc bén của đại tướng những thành công này không chỉ là minh chứng cho năng lực của ông mà còn thể hiện sự kiên định trong công tác phòng chống tham nhũng không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ các quan chức tham nhũng đại tướng tô lâm còn tạo được một bước ngoặt lớn trong công tác này có lẽ trước ông thì chưa có một đời vụ trưởng nào làm được những điều tương tự Việc bắt giữ các quan chức tham nhũng từ to đến bé đã tạo lên một hiệu ứng dân đe mạnh mẽ, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước. Điều này càng trở nên đáng khen ngợi. Như chúng ta đều biết rằng, việc bắt giữ quan chức cấp cao là không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi một cách quy trình chặt chẽ, có sách vở và chuẩn mực rõ ràng. Những người mà trước đây chúng ta luôn gọi là vùng cấm, vùng ngoại lệ, không thể đung tới, nhưng Đại tướng Tô Lâm đã làm được những người mà không ưng đại tướng tô lâm chủ yếu đó là những kẻ tham nhũng và những kẻ chống đối nhà nước chúng ta họ tìm cách kích động và chống đối để tự bảo vệ mình khỏi bị trừng phạt quan tham thì tìm cách kích động dư luận nhằm tạo áp lực và giảm bớt sự chú ý vào những hành vi sai trái của họ còn những kẻ phản động thì chú luôn dùng những biêu đồ cũng không ngần ngại chửi bới để làm giảm uy tín của đại tướng tô lâm và ngành công an Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sự kính trọng và biết ơn của người dân chân chính dành cho đại tướng. Không những thế, tướng Tô Lâm với vai trò là Bộ trưởng Bộ Công an đã có nhiều đóng góp đáng kể trong việc tinh gọn bộ máy và thực hiện các cải cách hiện đại hóa trong ngành công an. Những nỗ lực của ông không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của lực lượng công an mà còn nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới việc tinh gọn bộ máy là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm giảm bớt tình trạng công cành trồng chéo trong công tác quản lý đồng thời tối ưu hóa tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường hiệu quả làm việc các cải cách hiện đại hóa cũng tập trung vào việc ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ và cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội một cách bền vững chỉ đạo nhiều dự án quan trọng bao gồm việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư triển khai các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh trật tự trong bối cảnh chính trị hiện nay vai trò của đại tướng tô lâm càng trở nên quan trọng và đáng ghi nhận hơn bao giờ hết ông không chỉ là bộ trưởng công an xuất sắc mà còn là một tấm gương sáng về lòng kiên định và sự công tâm trong công tác phòng chống tham nhũng những thành tiệu mà ông đạt được là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng và sự quyết tâm của ông nhìn lại những gì mà đại tướng tô lâm đã làm chúng ta không thể phủ nhận rằng ông là một trong những bộ trưởng công an xuất sắc nhất trong lịch sử việt nam với tinh thần không khoan nhượng không có vùng cấm và sự kiên định trong công việc ông đã và đang góp phần quan trọng trong việc làm sạch bộ máy nhà nước mang lại niềm tin cho người dân vào sự công bằng và minh bạch của pháp luật với tất cả những thành tiệu đó chúng ta có thể tự hào rằng đại tướng tô lâm được biết đến và ghi nhận trong cuộc chiến chống tham nhũng của việt nam sự kính trọng và biết ơn của người dân dành cho ông sẽ mãi mãi không phai nhạt chính vì vậy đại tướng tô lâm chủ tịch nước hoàn toàn xứng đáng khi lên giữ chức vụ đứng đầu đảng đó là tổng bí thư nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam vậy xuất thân và gia đình ít biết đến của tân tổng bí thư tô lâm như thế nào ông sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước. Ông đã được giáo dục và nuôi dưỡng trong một môi trường giàu bản sắc và giá trị cách mạng. Tổng bí thư Tô Lâm là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền. Với hình tượng của bố, ông Tô Lâm, theo học lĩnh vực an ninh, vào tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đổi tên thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là học viện, nay là học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, Ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp đoạt nhân bằng tiến sĩ luật học. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong hàm giáo sư ngành khoa học An Ninh. Quá trình công tác, ông đã có những cống hiến rất lớn cho sự phát triển của Việt Nam. Tổng bí thư Tô Lâm có gia đình khá kính tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông. Chỉ có một vài thông tin về vợ ông. Vì vợ ông có xuất thân gia thế cũng hiển hách. Hiện tại, phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm là bà Mô Phương Ly bà từng học khoa biên kịch, đạo diễn, lý luận phê bình tại trường đại học sân khấu điện ảnh và tốt nghiệp năm 1991. Hiện bà đang làm việc tại Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam như chương trình Người xây tổ ấm của Đài VTV1 chính là một trong những chương trình được thực hiện bởi ý tưởng của bà Ngô Phương Ly và chính thức trở thành người của VT từ năm 2000. Bà Ngô Phương Ly được biết đến sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật từ bố lẫn mẹ trong đó bố bà là nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân tổng bí thư tô lâm và phu nhân ngô phương ly có hai người con con trai là tô long hiện đang theo nghiệp phố cũng là một công an trẻ và người con gái đầu của ông là tô hàn linh tổng bí thư tô lâm không những được thừa gường truyền thống gia đình cách mạng và dòng họ tô của ông cũng là dòng họ nổi tiếng ở đất văn giang hưng yên vì nhiều người tài giỏi như chúng ta đã biết Tổng Bí thư Tô Lâm là người con sinh ra trên mảnh đất đầy tự hào ở Văn Giang, Hưng Yên. Theo sách họ Tô Việt Nam, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có nhiều chi họ Tô khác nhau. Tuy nhiên các chi ở họ Tô, xã Nghĩa Trụ, trước đây là Tổng Xuân Cầu, tồn tại lâu đời nhất và để giáo dục thế hệ sau, truyền thống hào hùng của quê hương, tri ân tưởng nhớ những đóng góp của các nhà hoạt động cách mạng, danh nhân văn hóa. Họ Tô ngày nay, huyện Văn Giang có một số công trình mang tên các nhà cách mạng họ Tô như Đường Tô Hiệu, trường tiểu học Tô Hiệu ở xã Nghĩa Trụ, hay là trường Mầm non Tô Quyền là thân phụ của Tổng Bí thư ở xã Nghĩa Trụ. Có thể chúng ta thấy với gia đình và xuất thân đầy hiền hách, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp nối sự nghiệp đầy hiền hách của gia đình dòng họ. Khi trước đó, ông đã lập nhiều công lớn trong công cuộc phòng chống tham nhũng, chống giặc nội xâm, chúng ta có nhiều niềm tin rằng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp nối làm bùng cháy lò của bác trọng nhiều người dự đoán rằng công cuộc đốt lò này có thể mạnh mẽ hơn thời kỳ của cố tổng bí thư nguyễn phú trọng ngay sau khi hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đã chủ trì họp báo trả lời câu hỏi được nêu ra tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm cho hay công tác xây dựng trình đốn đảng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có tiếp tục không có điều chỉnh gì không là điều dư luận người dân đang rất chờ đợi đặc biệt là sau những kết quả trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng được phát động thời gian qua mà người đứng đầu là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kế tục kết quả công tác này thời gian tới, công tác xây dựng trình đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ với các mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp như thời gian qua. Trong đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tình cả vùng cả lĩnh vực tổng bí thư chủ tịch nước cũng nhấn mạnh sẽ tập trung phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết là trong cơ quan phòng chống tham nhũng đẩy lùi tham nhũng vặt mở rộng phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước góp phần làm trong sạch nội bộ đảng tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá lòng tin của cán bộ đảng viên nhân dân dư luận quốc tế đối với chúng ta trong công tác phòng chống tham nhũng vừa qua đã tạo sự đồng tình ủng hộ tạo được niềm tin của nhân dân với đảng niềm tin của các cán bộ đảng viên, công tác phòng chống tham nhũng chỗ này chỗ kia có nghi ngờ nhưng rõ ràng thống nhất rất cao. Kính thưa quý vị, lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới nhắc đến gia đình của mình, nhưng những lời ông nói luôn thấm đượm, triết lý sâu sắc. Và lần hiếm hoi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến vợ con đó là chống tham nhũng trước hết là phải tu thân, tể gia trị quốc, bình thiên hạ đó là tất cả những gì chúng ta chứng kiến trong cuộc đời và sự nghiệp của tổng bí thư nguyễn phú trọng đây cũng là những lời nhắc đến vợ con của tổng bí thư trong công cuộc chống tham nhũng gia đình liêm khiết không dựa hơi ai mới đây qua lời của người bạn thân của tổng bí thư người ta mới biết sâu hơn về gia đình của tổng bí thư nguyễn phú trọng đó là có bốn người vợ chồng ông sống rất giản dị liêm khiết không thuê người giúp việc bà ngô thị mận vợ của tổng bí thư là một cán bộ công an đã về hưu rất cần mẫn và chăm chỉ việc nhà chăm lo sắp xếp để chồng yên tâm công tác hai người con của ông bà đã có gia đình riêng bản thân các cháu và con dâu con rể có chuyên môn rất giỏi hiện làm công việc tốt ở những đơn vị bình thường quan điểm của tổng bí thư nguyễn phú trọng là công việc của các con các con phải tự lo lấy tự chịu trách nhiệm với bản thân và tự khẳng định mình ngay như trong một bài viết của báo công an nhân dân cũng đã nêu lên quan điểm này liêm chính từ tế bào xã hội bài viết của trang báo này đã nêu điều đặc biệt người cầm trịch chẳng những bài bản trong chỉ đạo kiên quyết trong hành động uy tầm trong chỉ đạo mà trên hết chính là sự nêu gương hình ảnh cá nhân với vị thủ lĩnh mực thước thanh liêm giản dị đã thực sự tạo dựng điểm tựa tinh thần to lớn trong lòng dân tổng bí thư nhiều lần nhắc nhở cán bộ làm công tác chống tham nhũng rằng muốn làm được chống được thì tự thân mình phải sạch phải khỏe tổng bí thư nguyễn phú trọng lưu ý bản thân mỗi đồng chí và gia đình vợ con phải giữ gìn trong sạch rồi mới chống tham nhũng được nếu không nói chẳng ai nghe tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được sạch ở đây là trong sạch với chính mình phải luôn cần kiệm liêm chính coi việc nước việc công là trên hết nhưng với chính mình chưa đủ mà còn phải với người thân trong gia đình dòng họ đó là vợ chồng con cháu xa nữa là họ hàng chú bác bên nội bên ngoại chúng ta thấy với sự nêu gương liêm chính kiệm cần thì vợ con cùng những người thân trong gia đình đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đều tuân theo và thể hiện xuyên suốt lối sống đức tính đó không có ai để lại điều gì gây ảnh hưởng tới gia đình đó thực sự là chuẩn mực ngay từ góc độ gia đình là tế bào của xã hội đây là điều mà ngày nay nhiều quan chức tỏ ra khó thích nghi. Người thì sống xa hoa, phung phí từ bản thân đến vợ con, để người dân nguyền rủa tham cả họ. Người thì cố gắng liêm khiết, nhưng lại bị đứt nghiệp khi để bóng tối dưới chân đèn. Vợ con ăn chơi vơ vét, bòn rút của dân, gây tai tiếng khó gì ngột rửa. Bởi thế mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở cán bộ đảng viên rằng tiền bạc vật chất chỉ là phù vân, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất và chính sự nêu gương thanh bạch giản dị của tổng bí thư trong phong trào học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã hun đúc lan tỏa giá trị thực tiễn sâu của người thủ lĩnh chính trị trong lãnh đạo trèo lái nước nhà nói chung trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng dấu ấn thuyền trưởng tổng bí thư nguyễn phú trọng trong cuộc chiến chống giặc nội xâm thuyết phục lòng dân chính là bởi hội tụ những yếu tố này giữa lời nói và hành động, giữa quan điểm và khí chất, giữa chỉ đạo và nêu gương, chính là liêm kiệm cần. Và vào tháng 11 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói và cho rằng bản lĩnh chính trị anh tốt, anh không bị ai lôi kéo, thì làm gì mà tham nhũng? Nếu đạo đức trong sáng, giữ gìn liêm sỉ, thì làm gì mà tham nhũng? Cái đó là cái gốc. Bây giờ lắm mẹo lắm, nó đi vòng quanh, nó không trực tiếp đâu mà nó qua trung gian nó qua vợ con nó qua bạn bè phải tỉnh táo chứ giờ mình đi làm chống tham nhũng mình lại tham nhũng thì còn nói được ai chân mình còn lấm bê bê lại cầm bó đuốc đi dây chân người với sự nêu gương liêm chính kiệm cần thì vợ con cũng như những người thân trong gia đình tổng bí thư nguyễn phú trọng đều tuân theo và thể hiện xuyên suốt lối sống đức tính đó không có ai để lại điều gì gây ảnh hưởng tới gia đình nó thực sự là chuẩn mực ngay từ góc độ gia đình là tế bào của xã hội tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là chín chữ cơ bản được gói gọn trong tư tưởng học thuyết của nho giáo một hệ thống đạo đức triết lý và tôn giáo do khổng tử phát triển để xây dựng một xã hội thịnh trị có điểm chung trong tư tưởng này đó là dù ở phạm vi nào gia đình tề gia hay là quốc gia trị quốc thì cá nhân người đầu tàu phải thể hiện được tư chất uy tín một gia đình để thuần hòa yên ấm thì ông bà bố mẹ phải là những tấm gương cho con cháu. một quốc gia muốn thịnh trị thì người cầm trịch phải hội đủ tài đức và dù tề gia hay trị quốc trước hết phải tu thân phải tự mình tu dưỡng rèn luyện. và mới đây giáo sư tiến sĩ Tạng Ngọc Tấn đã có những chia sẻ đầu tiên tiết lộ về gia đình ông đặc biệt về vợ của tổng bí thư một người cán bộ công an đã về hưu dù tuổi cao nhưng gia đình không thuê giúp việc những chi tiết này không chỉ giúp bà con nhân dân hiểu hơn về cuộc sống giản dị của gia đình tổng bí thư mà còn củng cố hình ảnh liêm khiết tận tụy của bác trọng trong lòng nhân dân việt nam vậy vợ của bác tổng bí thư nguyễn phú trọng là ai vâng phu nhân của bác trọng đó là bà ngô thị mận đã khắc sâu trong lòng người dân một hình ảnh vô cùng giản dị và khiêm nhường không xuất hiện nhiều trên truyền thông và báo chí nhưng mỗi lần bà xuất hiện đều để lại ấn tượng sâu sắc về một lối sống giản dị gần gũi bà ngô thị mận phu nhân của tổng bí thư nguyễn phú trọng được biết đến là một người phụ nữ mộc mạc giản dị ít ai biết rằng bà vẫn hay dùng xe cúp đời cũ để đi chợ nấu cơm hàng ngày cho tổng bí thư ngay cả trên trang wikipedia một trang tìm kiếm lớn nhất của việt nam chúng ta và trên toàn thế giới cũng có rất ít thông tin về bà và trên này có đăng những thông tin bà Ngô Thị Mận là phu nhân của ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ của ông từ năm 2011 đến ngày 19 tháng 7 năm 2024. Bà còn là phu nhân của chủ tịch nước Việt Nam trong nhiệm kỳ chủ tịch nước từ năm 2018 đến năm 2021 và cũng là phu nhân của chủ tịch quốc hội Việt Nam khi chồng đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2006 cho đến năm 2011 bà từng được báo chí mệnh danh là đệ nhất phu nhân việt nam bà được cho là đã duy trì một lối sống giản dị mặc dù chồng bà là người có quyền lực chính trị cao nhất tại việt nam hé lộ về thân thế của vợ tổng bí thư nguyễn phú trọng thì giáo sư tiến sĩ tạ ngọc tấn nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã có chia sẻ chân thành về đời tư của ông nguyễn phú trọng gia đình đồng chí nguyễn phú trọng có bốn người mặc dù nhiều tuổi nhưng vợ chồng đồng chí sống rất giản dị liêm khiết không thuê người giúp việc chị mận vợ của đồng chí là một cán bộ công an về hưu rất cẩn mẫn chăm chỉ việc nhà chăm lo sắp xếp để chồng yên tâm công tác hai người con của đồng chí đã có gia đình riêng bản thân các cháu và con dâu con rể có chuyên môn rất giỏi hiện làm công việc tốt ở những đơn vị bình thường trong công tác công vụ đồng chí nhận đúng mức lương mà nhà nước chi trả nhất quyết không nhận một xu một hàm nào ngoài chế độ. Nếu như giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn không tiết lộ về đời sống thường ngày của phu nhân Tổng Bí Thư, sẽ nhiều người cho đó là bí mật. Có lẽ sự kín tiếng này cũng giống như việc bà luôn sống giản dị, đơn giản, nên ít có thói quen thể hiện ra bên ngoài. Quả thực rất khó để tìm được một người vợ vừa giỏi giang, chịu thương, chịu khó và giản dị đến thế. Bài thơ lan truyền chóng mặt bày tỏ tình cảm tiếc thương Tổng Bí Thư là đáng quý nhưng cần tỉnh táo. Trong những ngày gần đây, một bài thơ không có tên được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội đã tự gắn tác giả là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bài thơ này được đồn đại là do Tổng Bí Thư viết tặng vợ trong những ngày cuối đời tại Bệnh viện 108. Tuy nhiên thực tế thì bài thơ trên không phải do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng viết. Hàng nghìn lượt chia sẻ thiếu trách nhiệm. Câu chuyện này được báo công thương viết như sau. Đoạn thơ được chia sẻ là một đoạn trích trong bài thơ Lời ông của tác giả Nguyễn Minh Tâm được đăng trên trang thông tin điện tử của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 7. Bên dưới các bài viết, clip trên mạng xã hội này có hàng nghìn bày tỏ cảm động trước bài thơ. Chưa kịp xác minh thông tin nguồn gốc từ đâu, người dùng mạng xã hội đã có những hàng chục nghìn lượt chia sẻ chỉ riêng trên nền tảng TikTok. Ít lâu sau khi bài thơ được chia sẻ, một số người dùng mạng tỉnh táo đã gửi bình luận kêu gọi những người khác đừng chia sẻ những tốc độ lan truyền bài thơ vẫn không dừng lại, chủ sở hữu tài khoản mạng xã hội cũng không gỡ bài viết mà vẫn tiếp tục để bài thơ tồn tại trên không gian mạng. Đến thời điểm hiện tại, khi gõ từ khóa tổng bí thư viết tặng vợ, trên nền tảng TikTok có hàng trăm bài viết chia sẻ với cùng một nội dung tương tự nhau. Người xem hầu như không biết về lai lịch của bài thơ này. Việc chia sẻ thông tin mà không kiểm chứng dễ làm người dân hiểu nhầm hiểu sai về tổng bí thư và gia đình không chỉ thế chia sẻ sai thông tin về nguồn gốc bài thơ còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín quyền sở hữu trí tuệ của tác giả việc thể hiện sự yêu thương kính trọng với cố tổng bí thư đáng quý tuy nhiên trước khi chia sẻ hay thể hiện suy nghĩ cần có sự kiểm chứng thông tin một cách cẩn thận, thông qua các kênh thông tin chính thống. Có thể nói mạng xã hội hiện nay là trở thành một môi trường đầy dẫy những thông tin sai lệch và không có kiểm chứng. Việc lan truyền những thông tin sai trái gán ghép tác giả một cách tuy tiện là hành động vô cùng nguy hiểm, thể hiện sự thiếu cẩn trọng và thiếu trách nhiệm đặc biệt việc lợi dụng tên tuổi của các lãnh đạo đảng nhà nước để tạo ra những tin đồn vô căn cứ không chỉ làm mất đi uy tín của những người lãnh đạo mà còn gây hoang mang chia rẽ trong xã hội chia sẻ thông tin sai gây hậu quả sẽ bị xử lý như thế nào hành động chia sẻ thông tin sai lệch gây hậu quả nghiêm trọng cũng có thể bị xử lý trách nhiệm theo Điều 101 Nghị định 15-2020 NDCP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 14-2022 NDCP ngày 27 tháng 1 năm 2022, quy định phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân, bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân, thì tùy vào hành vi khách quan, khách thể, chủ thể của hành vi phạm tội, cũng như hậu quả do hành vi đó gây ra mà Bộ Luật hình sự 2015 điều chỉnh, quy định trong nhiều điều luật với các tội phạm cụ thể như Tội vu khống Điều 156, tội làm nhục người khác điều 155, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. Điều 159, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Điều 331, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, tội chiếm đoạt mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước. Điều 337, tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, Tội làm mất vật tài liệu bí mật nhà nước điều 338, tội cố ý làm lộ bí mật công tác, tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác điều 361, tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật công tác điều 362. Bà ơi, bà có giận ông một đời việc nước thiệt thòi người thân. Đến khi mắc bệnh lâm chung, sổ sách tài liệu vẫn quanh chỗ nằm. Bà là vợ Tổng Bí Thư mà đời giản dị khiêm nhường như ai. Ông đi còn lại cho bà tiếng thơ muôn thủa mối tình sát son. Bà ơi xin chớ có buồn, ông là một đấng anh hùng thời nay. Ông đi bà hãy tự hào, sống thời liêm chính chết đầy vinh quang. Trong video này sẽ giới thiệu đến các bạn 20 bài thơ hay nhất về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bài thơ Xe Bác Trọng Tác giả Ngô Đức Hành xe bác dùng không phải siêu xe không cần kính chống đạn đất nước hòa bình lòng người che chắn nhân dân yêu thương vững chãi thành đồng mái tóc bác không nhuộm bạc phơ chăn trở khiết trinh con đường chân lý danh dự trên đời là quý nhất thôi không xa cách người dân gần gũi lắng nghe ân cần chia sẻ muôn đời nay dân luôn chờ thế bác quan tâm yêu trọng đồng bào bác vẫn đi đôi giày cũ năm nào căn nhà 25 mét vuông ấm áp, người lái xe vẫn mơ tiếng gọi, cháu ơi, bác cháu lên đường. Bác đã dừng bước chân, mây trắng bồng bềnh trắng, chiếc xe chở đầy mưa nắng, đất nước này vững bước tương lai. Bài thơ chỉ sống một lần thôi, tác giả Nguyễn Doãn Việt. Đã ngừng lại chiều nay ôi vĩnh viễn một trái tim ấm áp nghĩa đồng bào, một trái tim tận cùng vì đất nước, tận hiến cuộc đời vì đảng, vì dân đã có lúc ông đau vô tận giữa đêm khuya lấy khăn thấm lệ trào lòng quặn thắt nỗi lo dân nước phải làm sao cho yên ổn nước nhà khi sóng cả ông ra tay chèo trống vận nước hai vai vẹn vẽ chẳng sờn đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế cơ đồ tiềm lực thời cơ nhớ lúc ông về thăm trường thăm lớp vẫn phép lề xưa tình bạn nghĩa thầy vẫn đau đáu quê nhà đông hội trốn cũ làng xưa thương nhớ khôn khuây vĩnh biệt ông xin khắc sâu lời dặn danh dự thiêng liêng cao quý nhất trên đời xin hãy sống đừng sống hoài sống phí cuộc đời này chỉ sống một lần thôi bài thơ bác yên ngủ bác ơi Siêu tầm tám mươi tuổi vẫn nặng lòng thế sự sống ngẩng cao đầu sử sách lưu thơm kiếm củi đốt lò trừ tham tàn bạo ngược liêm chính nghĩa tình vang khắp trốn gần xa nay người mây trắng về trời thế gian khắp trốn nguyện lời khắc ghi danh dự thiêng liêng cao quý nhất công danh phú quý tựa chiêm bao dẫu biết rằng ngày này sẽ đến mà con tim đau thắt nghẹn ngào Trời nỡ tắt một vì sao triệu dân nước mắt tuôn trào tiếc thương. Cả cuộc đời giản dị tấm gương, sống thanh cao chết vô thường cát bụi rộng vòng tay đất mẹ ôm gần gũi du giấc dài bác yên ngủ bác ơi bài thơ ngôi sao đã tắt tác giả bùi minh huệ cháu không muốn khóc đâu mà lệ cứ tuôn trào trên bầu trời một ngôi sao đã tắt dưới đất hiền hàng triệu nỗi nhớ thương vì đất nước quê hương bác sống cuộc đời của cây tùng cây bách kiên dũng ngoan cường giữa muôn vàn giông gió bác đã sống một cuộc đời như lửa nồng cháy đỏ thắp sáng niềm tin diệt tham nhũng đớn hèn văn hóa con người nguồn cội nhân lên xây cơ đồ tổ quốc vang xa ngoài bờ cõi hoa hướng dương vẫy gọi thép đã tôi rồi không sợ trông gai bác đi thật rồi núi nhớ còn đây tha thiết hiền hòa sông thương vẫn chảy cây cỏ quê hương sẽ còn nhắc mãi bóng hình người cộng sản kiên trung hãy nắm chặt tay nhau tiến bước không ngừng màu cờ ấy bao máu đảo đổ xuống con đường ấy, đảng cùng dân một hướng, giữa danh dự lương chi lưu tiếng tốt cho đời. Cháu có muốn khóc đâu mà lệ cứ tuôn rơi, vẫn thấy bác đang đi, vẫn thấy bác đang cười. Lời bác dặn vẫn còn vang vọng mãi. Ngôi sao tắt rồi, dư ảnh vẫn sáng soi. Bài thơ Một nhân cách lớn, tác giả Nguyễn Xuân Thiểu. Chọn đời hiến thân, chọn đời bình dị, đức sáng gương trong thanh khiết một tâm hồn trí tuệ tài hoa vì đất nước trường tồn, vì dân tộc hùng cường, văn minh, như lời bác Hồ Chí Minh di huấn, bao biến động khó lường trên thế giới đó đây. Hận thù chiến tranh xung đột, xây thế trận lòng dân, giữ yên nước non này. Nhóm cùi đốt lò cùng toàn đảng vững tay, nói và làm trước sau như một. Tình đồng chí sắt son không buông xuôi vị nể. Ông đã đi từ Bắc vào Nam, từ rừng xuống bể, đến những bản làng xa thăm hỏi ân cần nghe hết nỗi niềm thấu mọi nỗi lòng dân những quyết sách phải đi vào thực tiễn với bạn bè chân thành trìu mến món quà riêng tình nghĩa chúc phúc quý thầy cô tiếp bước ông cha xây dựng cơ đồ đảng phải mạnh đảng phải là trí tuệ vun gốc khỏi lụi cành trước thử thách gian nan dâu bể đất nước quê hương đâu cũng sang trang không để ai bỏ lại phía sau chung tay cùng gắng sức hướng chồng người chăm lo từ giáo dục nền tảng tinh thần văn hóa chẳng ngừng xây lo cho dân có bát cơm đầy những đột phá mở đường khai thông nền kinh tế tóc bạc trắng lòng son thắm đẹp vượt muôn trùng kết nối bạn gần xa ông ra đi đã vững chãi sơn hà cả dân tộc mạnh giàu đang bước tiếp người ra đi trăm triệu người dưng dưng tiễn biệt lửa yêu thương như ngọn đuốc sáng ngời bài thơ Ngọn lửa hồng, chân lý, tác giả, phan thế cải. Tổ quốc ta chưa bao giờ đẹp thế, vận nước đang lên rất đáng tự hào. Biết bao nhiêu máu xương đã đổ cho dân tộc thoát khỏi cảnh cần lao. Ông đã hiểu nỗi đau mất nước, hiểu bác Hồ đi cứu nước cứu nhà. Cả đời bác là tấm gương tỏa sáng, dọi vào lòng ông từ lúc mới sinh ra. Yêu văn chương càng thêm yêu cuộc sống, gối đầu giường thơ tố hữu Nguyễn Du lòng sao xuyến khi nghe câu quan họ thấm trong hồn từng lời mẹ hát du nhân cách lớn được dưỡng nuôi từ ấy sống làm sao đừng hổ thẹn với mình đừng lóa mắt trước đồng tiền cám dỗ quên bao người đã đổ máu hy sinh cả cuộc đời sống là hành động như đồng hồ không ngừng nghỉ phút giây lý luận phải gắn liền thực tiễn cho gần dân mới hiểu được ruộng cày trăm nỗi lo khiến tóc ông bạc trắng làm sao nước mạnh dân giàu nước văn minh không còn ai tham nhũng không còn làng nghèo đói khổ đau ông sáng tựa ngọn lửa hồng chân lý để lại tình thương mến mênh mông phò sách quý hóa thành ngọn đuốc soi sáng thêm muôn triệu trái tim này